Ok, mến chào quý vị và con bác đã quay trở lại với kênh Ăn Uống Miền Tây ha. Thì các bạn ơi, ở một số video trước các bạn mình có chia sẻ đến quý vị và các bạn một số cách để mình liên kết thẻ ATM của ngân hàng Sacombank với app Sacombank các bạn, và một số cách chuyển tiền nè, nạp tiền, rút tiền hay là thanh toán hóa đơn. Đó, thì video hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách để mình đăng ký cái tài khoản của ngân hàng Sacombank tại nhà và cái cách để mình mở thẻ ATM của ngân hàng Sacombank tại nhà luôn ha. Và các bạn lưu ý giúp mình một điều á, là khi các bạn mở thẻ tại nhà thì các bạn khi mà có thẻ các bạn phải đến ngân hàng Sacombank để mà nhận thẻ nha các bạn. Đó là cái cách đặc biệt. Rồi thì sẵn tiện hôm nay ngân hàng Sacombank có chương trình khuyến mãi áp dụng đó là từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, là khi mà các bạn mà đăng ký khách hàng mới hoặc đăng ký app Sacombank tại nhà định danh cấp 1 và nạp tiền hồi trên 100 ngàn thì các bạn sẽ ưu đãi dành cho những khách hàng. Thì các bạn lưu ý giúp mình là chỉ áp dụng cho 500 khách hàng đầu tiên đăng ký trong ngày nha các bạn, và lưu ý là từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022. Đó là trong một trong vòng 1 tháng và chỉ là 500 khách hàng đầu tiên trong ngày nha các bạn. Đó. Và dành cho những khách hàng giới thiệu, như các bạn có app Sacombank rồi, các bạn giới thiệu mở thành công và các bạn nhập mã giới thiệu thì các bạn cũng nhận ưu đãi là 50.000 đồng. Đó, dành cho trên một lượt và cho 20.000 lượt giới thiệu đăng ký app Sacombank và định danh nhập mã ha. Đó, và nhiều phần quà hấp dẫn như là các phần quà khác như là 10 giải nhất nè, mỗi giải 5 triệu và 40 giải nhì, mỗi giải 1 triệu và 50 giải ba, mỗi giải 500 ngàn các bạn. Ok các bạn, thì để không mất thời gian các bạn và các bạn theo dõi video, mình sẽ tiến hành mình đăng ký mở tài khoản online của ngân hàng Sacombank tại nhà và cách mở thẻ tại nhà cho các bạn xem ha. Mời các bạn theo dõi video. Rồi, ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình giới thiệu cho bạn sơ lược về cách AKC, cách mà mình định danh cấp 1 trên hệ thống nha. Rồi, giờ mời các bạn, cái đó thì nó giới thiệu chung chung, mà các bạn theo dõi chi tiết cách mình đăng ký trên máy điện thoại như thế nào nha, mời các bạn theo dõi nha. Thì mà để đăng ký app Sacombank tại nhà thì trước tiên các bạn phải tải cái app về, app Sacombank các bạn, thì các bạn lên máy điện thoại, nếu mà các bạn sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn vô cửa hàng CH Play, các bạn gọi chữ Sacombank giúp mình ha. Còn các bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone thì vô cửa hàng App Store ha, các bạn gọi chữ Sacombank và tải về cài đặt nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, sao mà khi các bạn đã tải app về thành công ha, thì các bạn tiến hành vô đăng ký số điện thoại mình ha các bạn. Các bạn vô một quản lý tài khoản nè, các bạn sẽ nhập cái số điện thoại mình vô đây, số điện thoại mình là 0939 đó, mình nhập số đầy đủ ha. Xong các bạn test vô chỗ coi đã đọc và đồng ý điều khoản ha, rồi các bạn nhấn vô bên dưới là chữ đăng ký ngay đó. Rồi sau đó nó sẽ gửi mình một cái mã OTP để mình xác nhận các bạn từ tin nhắn Sacombank, tin nhắn như thế này ha, mình để bên dưới nè, 137132 ha. Và các bạn nào nhập đầy đủ sáu số vô thì nó sẽ kêu mình cái bước là đổi mật khẩu nha, mình sẽ đổi mật khẩu Sacombank gồm sáu số, mình sẽ nhập sáu số các bạn, và các bạn lưu ý là nhập hai lần giúp mình đó. Rồi sau khi đem nhập xong thì nó kêu mình đăng ký họ tên ha, các bạn điền đầy đủ theo tên của mình, tên chứng minh nhân dân nha các bạn. Rồi sau khi nhập tên đầy đủ thì các bạn nhấn vô ô tiếp theo ở bên dưới ha. Rồi bước tiếp theo là các bạn sẽ nhập ngày tháng năm sinh của mình ha, nhập theo chứng minh nhân dân luôn các bạn. Đó, của mình là ngày 1 tháng 1 năm 1984 nha các bạn. Đây, các bạn xem. Rồi, các bạn nhấn ngay chủ xong nè. Rồi các bạn nhấn tạo tài khoản mới, nhấn vô. Đó, thì nó đang dạy nha. Đó. Đây nó báo tin nhắn cho mình nè, quý khách đã đăng ký thành công
ứng dụng SaconWay trong học tư mà phá ứng dụng thì bạn chọn làm theo hướng dẫn nha. Rồi sau khi mà các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ vô đây đó, thì ở trên màn hình nó sẽ để chữ là xác thực ngay nè, các bạn chưa định danh ha, các bạn nhấn vô chữ xác thực ngay để định danh ha, mình sẽ xác thực trực tuyến nha các bạn. Đó, nhấp vô. Rồi thì ở đây nó sẽ giới thiệu mình là các bước để mà định danh. Thứ nhất là chụp chứng minh mặt trước là sao, đó, xác minh khuôn mặt vân vân. Rồi mình nhấp vô tôi đã hiểu nha. Rồi các bạn sẽ nhập chuẩn bị cho mình là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ha. Mình sẽ chụp mặt trước và sau tiến hành chụp mặt sau. Đó, đây mình sẽ chụp mặt trước nha. Rồi mình sẽ lật, mình sẽ tiếp tục. Rồi xong các bạn sẽ lật lại cái mặt sau nha các bạn. Các bạn chụp tiếp thôi. Đây. Rồi các bạn nhấn ô tiếp tục luôn. Đó, sao cái bước tiếp theo là cái bước để mà xác minh khuôn mặt ha, thì nó kêu mình làm sao mình làm vậy ha. Đây nó đã kêu mình cười nè, mình nhấn cười. Đó, rồi mình làm theo và nhìn thẳng. Đây đã xác, mình chỉ nhấn ô tiếp tục. Đó thì nó sẽ đưa mình bước vô trong để mình xác nhận thông tin nha. Sau khi mà xác minh khuôn mặt xong thì nó sẽ kêu mình là xem lại thông tin nè. Đó, thông tin cá nhân thì các bạn sẽ điền vô cái mục là ngày tháng năm sinh của mình cho đúng lời này ha. Mình sẽ điền lại đúng đầy đủ. Các bạn lưu ý là ngày tháng năm sinh cho đưa chính xác theo cái chứng minh của mình hay là cái căn cước của mình nha các bạn. Đó. Rồi xong cái chỗ giới tính thì các bạn sẽ chọn vô giới tính làm lại giúp mình ha. Đó, cụ thể luôn. Rồi xong các bạn nhấn vô tiếp theo. Rồi tới đây mình ở là các bạn ở tỉnh nào, huyện nào thì các bạn nhấn vô đầy đủ huyện đó ha. Chỗ nhà riêng nếu có. Rồi các bạn test vô chỗ là giống như địa chỉ thường trú luôn. Rồi xong các bạn nhấn vô tiếp theo ở bên dưới. Đó. Rồi xong các bạn sẽ nhấn vô cái thông tin để liên hệ thì các bạn nghề nghiệp các bạn thì các bạn điền vô mình là công nhân nha. Rồi chỗ mà cái chức vụ thì các bạn điền cho mình là cái nhân viên là được rồi. Đó cho dễ nha các bạn. Thì các bạn có đầu làm việc thì nhấn vô làm việc. Đó. Rồi thì cái chỗ Gmail là các bạn điền đầy đủ Gmail cho mình, xong rồi các bạn nhấn vô ô tiếp theo. Rồi các bạn kiểm tra sơ lược lại. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn ô tiếp theo bên dưới. Này. Thì nó đang chạy nha các bạn. Nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP để mình xác nhận lại là đúng hay không ha. Đây, quý khách đã nhập mật mã để xác nhận nè các bạn. Thông tin mình sẽ nhập cái mã 6 số này vô nha. Đó. Mình sẽ lấy cái mã 6 số từ tin nhắn sang các bạn gửi nè. Đây. Đó. Mã OTP nè. Đây mình sẽ thoát ra nha, mình lấy cái mã đó mình nhập vô. Đó. 4 4 6 9 3 0. Rồi nó đang chạy các bạn, thì nó báo là mình đã xác minh được tiến thành công các bạn. Thì ở bước này thì các bạn sẽ đăng ký thành công cái định danh cấp 1 thì các bạn có thể vào app để các bạn mở tài khoản thanh toán. Và các bạn bước thứ hai là các bạn khi mở thanh toán tài khoản xong thì các bạn có thể mở thẻ tại nhà luôn các bạn. Rồi bắt đầu cái bước mở thẻ đầu tài thanh toán thì mình sẽ làm đơn giản thôi. Thì mình sẽ tiếp theo là hướng dẫn các bạn cái cách nào để mở thẻ tại nhà ha.